Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bái bạch Hòa thượng trụ trì tổ đình Ấn Quang. Kính thưa quý thiền hữu tri thức. Trong khóa tu ngày hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị đề tài Lời vàng của Đức Đa Lai Lama. Vào ngày 23 tháng 7 năm 2013, với tư cách là trưởng ban tổ chức, chúng tôi đã tổ chức được phái đoàn Phật giáo Việt Nam khoảng 280 người thăm viếng, đảnh lễ và lắng nghe pháp thoại của Đức Đạt Lai Lạt Ma tại Dharamsala, Ấn Độ. Sau 18 năm chúng tôi trở lại Dharamsala, và trong lần gặp gỡ đầu tiên đó, 18 năm trước, thì chúng tôi được ngài tiếp tại hương thất của ngài. Có lẽ đó là người Việt Nam đầu tiên ở trong nước Việt Nam được may mắn gặp gỡ ngài. Và lần này khi gặp lại đó, thì cũng với phong cách từ bi, nụ cười hoan hỷ và những tình cảm rất đặc biệt dành cho cộng đồng Việt Nam, làm cho tất cả phái đoàn như là được thấm nhuần các giá trị cao quý từ lời Phật dạy thông qua phong cách hành đạo và giảng đạo của ngài. Tại đây thì chúng tôi có cơ hội tìm kiếm các lời dạy của Đức Đạt Lai Lạt Ma được trích dẫn ở trong các quyển sách xuất bản bằng tiếng Anh của ngài. Và trong buổi sáng hôm nay, chúng tôi chia sẻ với quý vị 9 câu nói nổi tiếng mà theo đó, đó chúng ta có thể cùng suy gẫm, trải nghiệm như là những phương châm ứng xử trong đời sống thực tiễn. Tinh thần và nội dung của các lời vàng này đó là kế thừa tinh thần và đạo lý của Đức Phật Thích Ca, người đã khai sáng ra đạo Phật. Lời vàng 1: nếu không yêu thương được chính mình, bạn không thể yêu thương được người khác. Nếu bạn không có từ bi với chính mình, bạn không thể phát triển lòng từ bi đối với người khác. If you don't love yourself, you cannot love others. If you have no compassion for yourself, you are not able of development of compassion for others. Lời dạy vừa nêu đặt trên nền tảng duyên khởi, thấy mình và người khác trong một tương quan đa chiều. Phần lớn chúng ta bị thất bại trong việc nối kết cái tính tương quan giữa mình và người khác, giữa mình và các loài động vật, giữa mình và các loài thảo mộc. Ta rất khó hình dung khi một con gà, con vịt bị giết chết, đưa lên bàn ăn, phục vụ khẩu vị. Nỗi đau khổ của nó đó, gần như ta có cảm giác là không liên hệ gì đến nỗi đau của mình. Do đó phần lớn chúng ta dửng dưng như hề chẳng có chuyện gì đã xảy ra. Mỗi ngày qua các phương tiện truyền thông, TV, radio, internet, báo chí, các cái chết do chiến tranh, rớt máy bay, khủng bố, thiên tai, vân vân diễn ra. Và hầu như chúng ta đã không quan hệ đến,
Rất nhiều người trong chúng ta chưa từng nhỏ một giọt nước mắt trước nỗi khổ niềm đau này, là vì chúng ta nghĩ rằng là tôi và những kẻ xấu số bất hạnh đó không có mối quan hệ huyết thống. Cái nhìn này đã làm cho chúng ta chặt đứt cái tương quan đa chiều. Và do đó áp dụng tình thương yêu giữa mình và người khác vào trong đời sống thực tiễn đó, chúng ta phải thấy rất rõ là thương người khác, lo lắng cho người khác, chăm sóc người khác, dầu là bằng trách nhiệm huyết thống hay là bằng lòng bi mẫn, thì điều quan trọng là đạo Phật dạy chúng ta là đừng đánh mất chính mình. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy: dầu lễ người bao nhiêu, đừng quên phần tự lễ. Người trí sống chuyên chế, làm chủ các giác quan. Ở đây hoàn toàn không hề phản ảnh cái lối sống vị kỷ, vì cái thiện của Phật giáo được định nghĩa là lễ cho người nhưng không phương hại cho mình. Và cái lễ đó phải đặt trên nền tảng hiện tại và tương lai, chứ nó không phải là nhất thời. Đang khi có rất nhiều bậc cha mẹ thương con cái sai lầm đó, đã làm cho bản thân mình đó khổ đau, bất hạnh, bế tắc, mà con cái cũng chẳng được cái giá trị thực sự gì, vì con cái đã dựa dẫm vào cha mẹ lâu ngày, thành như một thói quen. Do đó phải biết thương chính mình đúng cách, trong tinh thần vô ngã và vị tha, để khi chúng ta yêu thương người khác, chăm sóc người khác, phụng sự người khác, chúng ta không bị nỗi khổ niềm đau chi phối, khi những người đó không có những phản hồi tích cực, chẳng hạn như là sự biết ơn, lòng kính trọng, vân vân. Rất nhiều người trong các nghĩa cử cao thượng, phụng sự cống hiến cho cuộc đời, nhưng lại trù dập chính mình. Trù dập theo nghĩa là chúng ta bỏ lơ chính mình, không chăm sóc sức khỏe, thân thể để mình có thể có một đường dài và độ bền trong các việc làm thiện, cũng không hề dành thời gian đọc kinh Phật để có thể mở mang trí tuệ. Do đó ta có phương châm và đường hướng phục sự bền vững hơn. Chúng ta cũng không dành những thời gian để thanh lọc tâm mình, chuyển hóa các nỗi khổ về niềm đau. Hầu như là chúng ta vong thân theo một nghĩa rất tiêu cực, lại nghĩ rằng ta đang trở thành một người vô ngã, trọn vẹn và tích cực. Tái nạp là bình năng lượng tâm linh là một nhu cầu mà Đức Phật dạy các tu sĩ phải làm trong 3 tháng an cư. 9 tháng là Phật sự đó có thể làm cho nhiều vị xuất gia mệt mỏi, và cái nguồn năng lượng đó bị giảm đi, cho nên phải nạp lại bằng sự chuyên tu, hạn chế việc tiếp xúc với quần chúng. Người Phật tử tại gia tham gia các Phật sự nhớ là đừng quên mất tâm Bồ Đề. Phật giáo Tây Tạng nhấn mạnh đến tâm Bồ Đề hơn bất cứ một giáo lý nào khác. Tâm Bồ Đề là chí nguyện hướng đến sự giác ngộ, mà các thực hành căn bản của nó gồm có 3 phương diện. Thứ nhất, như lý tác ý, tức là đánh giá sự vật hiện tượng đúng với bản chất của chúng đang là, không dùng lăng kính, nhãn quan, dán nhãn đặt tên theo hướng chủ quan của mình. Thứ hai, chánh tư duy là các tư duy nhận định đánh giá phù hợp với luật nhân quả, duyên khởi vô ngã và thoát ra khỏi tham ái, sân hận, si mê. Thứ ba là chánh kiến, tức là nhìn sự vật hiện tượng dưới góc độ duyên khởi, không chấp nhận nguyên nhân đầu tiên, dầu là duy thần, duy vật hay duy tâm. Do đó trên nền tảng phát triển lòng từ bi đối với thân và tâm ta, trị liệu các nỗi khổ niềm đau của ta, ta có kinh nghiệm thực tiễn hơn, và do vậy trải nghiệm sự thương yêu và giúp đỡ quần chúng
chúng ta không bị sốc và chúng ta không bị mất gốc. Các tu sĩ mới bắt đầu làm Phật sự, nếu không hiểu được đạo lý này đó, dễ dàng bị lẫn lộn giữa sự mẫn cảm và lòng từ bi, và làm thời gian nó bắt đầu bị tình cảm chi phối là rất đại. Bởi vì cái nền tảng tâm Bồ Đề thương yêu chính mình để cho mình vững chãi trong gốc Phật, gốc tuệ giác không đảm bảo, thì càng dấn thân phụng sự nhiều chừng nào thì dễ dàng bị gãy đổ chừng đó. Thì người tại gia cũng thế, phải phát khởi tâm từ bi và tâm Bồ Đề đúng nghĩa, thì việc ứng dụng từ bi phụng sự cho chúng sinh đó, chúng ta sẽ không phải bị phiền não. Cho nên làm gì làm, đừng quên phần lệ lạc bản thân theo nghĩa vô ngã vị tha. Có nhiều bác sĩ y sĩ trị bệnh cho bệnh nhân, người ta hết bệnh nhưng mình thì quên ăn, bỏ ngủ, và kết thúc một ngày làm việc đó về nằm một đống luôn. Ngày hôm sau phải ngủ bù mấy tiếng, và cứ như thế tuổi thọ sẽ giảm. Đó là thương người khác nhưng mà quên đi cái phần thương chính mình. Lời văn 2: tiềm năng con người vốn bằng nhau ở mỗi người. Cảm giác tôi không có giá trị là một sai lầm, hoàn toàn sai lầm. Bạn đang lừa dối chính mình. Chúng ta có năng lực tư duy, do vậy hãy thử hỏi ta thiếu cái gì đây. Nếu ta có năng lực ý chí, bạn có thể thay đổi được mọi thứ. Bạn có thể nói rằng bạn là chủ nhân của chính bạn. Human potential is the same for all. Your feeling am of no value is wrong, absolutely wrong. You are deceiving yourself. We all have the power of thought, so that what are you lacking? If you have willpower that you can change anything, it is usually said that you are your own master. Triết lý thiền là của Đạo Phật. Tại Trung Quốc, Nhật Bản và Việt Nam thường có khái niệm chủ nhân ông. Trơn tâm thường trú, thể tánh tịnh minh, được dòng thiền này gọi là chủ nhân của mỗi con người và chúng sinh. Phần lớn chúng ta không đủ tự tin để thừa nhận rằng mình có một chủ nhân là tự giác đó. Trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật đề cập đến ngụ ngôn gã cùng tử. Khi được cha thừa nhận là con ruột và giao cho một gia tài kết xù để được thừa hưởng, đứa con đó hoảng hốt đến độ không tin được những gì mình chứng kiến, không tin được những gì mình nghe. Và con đường duy nhất cậu ta chọn lựa là bỏ trốn khỏi căn nhà đó, vì sợ khổ đau và bất hạnh liên lụy đến mình. Người cha hiểu được tâm lý tự ti, mặc cảm, nhỏ nhoi, yếu kém, mất tự tin, đã không ép và thầm ra lệnh cho gia nhân trong nhà dõi bước theo người con trai đó, kết bạn tâm giao, rồi mời làm các công việc vặt vãnh với lương cao hơn bình thường, như là hốt phân, dọn dẹp. Cậu con trai đó được đưa về lại nhà của chính cậu ấy để làm những công việc mà lương bổng chẳng đáng là bao. Sau đó cắt nhắc đưa anh ta lên hết vai trò này vai trò nọ. Sau nhiều năm trôi qua, anh ta quen dần rằng mình trở thành là giống như nội tướng của ngôi nhà này. Đến lúc ấy, người cha mới chứng minh lai lịch của cậu ấy, và cậu ấy mới bắt đầu cảm nhận rằng cha mình sau nhiều năm lưu lạc đã tìm được mình, thương mình, trao cho mình một gia tài kết xù đó. Anh ấy mới bắt đầu tự tin và chấp nhận nó. Một hôm đó, Đức Phật phản ảnh cái thái độ mặc cảm của chúng sinh khi đã vập vùi Đức Phật ở trong mỗi con người. Chúng ta để cho Đức Phật bị ngủ quên đó, khống chế chúng ta quá nhiều đi,
Đang khi những chiếc chìa khóa được Đức Phật trao để mở mắt tội giác, chúng ta không thèm sử dụng đến, vì ta có khuynh hướng nghĩ rằng tôi không có nhu cầu, hoặc tôi sẽ không bao giờ làm được. Theo Đức Phật, có tiềm năng của mỗi con người là vô tận, và vượt trội khỏi cái nguồn tiềm năng thiên nhiên. Tiềm năng thiên nhiên này sau khi ta khai thác một thời gian nó hết. Còn nguồn tiềm năng tuệ giác ở mỗi người là bằng nhau, nhưng có người trở thành Phật, thành Bồ Tát, A-la-hán, Thánh Tăng. Đa khi chúng ta là con người, có nhiều chúng sinh khác là các loài động vật, là do vì không tự tin hoặc khai thác không đúng cách nguồn tiềm năng tự giác đó. Vì đó, để mở cửa tiềm năng, điều đầu tiên ta phải loại trừ ra khỏi tự điển nhận thức chúng ta những khái niệm tôi không thể làm được, tôi không có khả năng, tôi vô giá trị, tôi là một người nhỏ bé, tôi chẳng làm được việc gì, tôi là một kẻ thất bại, vân vân. Các nhận định, quan điểm, phán đoán như vừa nêu chỉ làm cho chúng ta ngày càng bị trùng xuống, lúng lúng xuống, đến độ chúng ta đánh mất toàn bộ các khả năng mình đã có, huống hồ là các tiềm năng. Và do vậy chúng ta trở nên những kẻ thất bại, đáng tội nghiệp. Đức Lạc Lạt Ma dùng ngôn ngữ rất là ấn tượng. Nếu ai nghĩ rằng mình không có cái nguồn tiềm năng và trở thành kẻ thất bại, thì người đó đang tự lừa dối chính mình thôi. Không thừa nhận là một sự lừa dối. Và Ngài cũng yêu cầu chúng ta là khai thác cái tư duy và nhận thức sáng suốt, và tự đặt câu hỏi với chính mình: tôi thiếu cái gì? Tôi dở về cái gì? Tôi kém về cái gì mà tôi lại cho rằng là tôi không có giá trị gì hết? Liệt ra những ưu điểm, những giá trị, những đóng góp, những thành tựu và những nỗ lực đang trên con đường đạt được sự thành tựu, chúng ta sẽ thấy rất rõ là mình không đến nỗi tội như thế. Và cái tâm lý và cái sự than vãn đã làm cho chúng ta trở thành như là một thói quen, và hầu như là không biết là hưởng được cái an lạc thành hạnh phúc từ việc đạt được đó, cứ than vãn riết. Cuối cùng chúng ta trở thành là những người là tự điều độc mình. Do đó hãy phát triển nhận thức rằng ta là kiến trúc sư của đời mình, ta là người viết kịch bản cho hạnh phúc hay khổ đau, ta cũng chính là diễn viên chính cho kịch bản chính mình viết ra. Và tất cả các diễn tiến trong kịch bản ta phải chịu trách nhiệm, vì nó ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến cộng đồng qua mạng lưới nghiệp riêng và nghiệp chung. Làm chủ bản thân mình, chứ là làm chủ nhận thức, lối sống, hành vi, giao tế, để nếu không trực tiếp mang hạnh phúc lệ lạc cho ai thì cũng không gián tiếp gây phương hại hay tổn hại bất cứ một người nào. Khai thác tiềm năng là một nghệ thuật. Tin tưởng vào nguồn tiềm năng có, ta đã mở cửa được tiềm năng 30%. Sử dụng bát chánh đạo như phương pháp luận, chúng ta sẽ có cơ hội làm sở hữu chủ cái gia tài và tiềm năng bất tận đó. Hãy liên tưởng đến hoa sen lúc còn ở bùn nhơ, chồi lên giữa nước, chồi lên cả mặt nước, nở được vài cánh, nở phân nửa, nở trọn vẹn. Giống nhau của búp sen và hoa sen đang nở là trong chúng đều có gương, nhụy, cánh và hạt. Gương, nhụy, cánh, hạt là một cái tiềm tàng trong từng búp sen. Và hãy cố gắng khai thác nguồn tiềm năng đó. Quốc gia nào biết sử dụng khoa học kỹ thuật để khai thác các quặng mỏ, quốc gia đó có thể giải quyết được các vấn nạn nghèo khó. Quốc gia nào bán các nguồn tài nguyên thiên nhiên
với cái giá thô, rồi đi mua lại các nguồn tài nguyên thiên nhiên đó đã được chế xuất từ các nước tiên tiến bằng cái giá gấp vài chục lần, thì quốc gia đó vĩnh viễn là quốc gia nghèo và bị lệ thuộc. Như vậy là để khai thác tiềm năng đó, thì các quốc gia cần phải có khoa học kỹ thuật hiện đại để đầu tư cho nó. Và để khai thác tiềm năng Phật vốn có, chúng ta sử dụng trí tuệ. Do vậy người Phật tử tại gia cần phải đọc nhiều kinh, nghe giảng nhiều giảng sư, mở mang trí tuệ để chúng ta không bị mê tín dị đoan và các nỗi sợ hãi làm cho mình phải sống với một tâm trạng rằng mình chẳng là cái gì. Lề vàng 3, chúng ta phải thừa nhận rằng khổ đau của một người hoặc một quốc gia cũng là khổ đau của nhân loại. Hạnh phúc của một người hay một quốc gia cũng là hạnh phúc của nhân loại. We must recognize that the suffering of one person or one nation is the suffering of humanity. That the happiness of one person or a nation is the happiness of humanity. Và đây cũng là một nhận thức mang tính tương thuộc, tương duyên, tương tác, ảnh hưởng rộng theo một chiều hướng. Cái này có, cái kia có, cái này không, cái kia không, cái này xanh, cái kia xanh, cái này diệt, cái kia diệt. Đặt tương quan đó trên hai phương diện hạnh phúc và khổ đau, ta sẽ thấy rất rõ từng lời nói, việc làm, thậm chí là những suy nghĩ chỉ tồn tại trong nhận thức của mình, vẫn ít nhiều tác động và ảnh hưởng theo một cộng nghiệp, gọi là một cộng hưởng nghiệp, đối với người khác, gia đình khác, cộng đồng khác, quốc gia khác và toàn hành tinh. Rộng hơn, trong đó là có các loài chúng sinh bao gồm động vật và các loài thảo mộc. Đây là cái nhìn duyên khởi Phật giáo. Phải mất đến vài chục thế kỷ, cho đến khoảng thế kỷ thứ 16 trở lại đây, thì phần lớn các nhà khoa học mới thấy được vấn đề này. Đức Phật đã đi trước thời đại đến 26 thế kỷ trong việc giới thiệu học thuyết duyên khởi. Thấy được điều đó đó thì các bậc con cái không nên nghĩ đơn giản rằng là khi tôi hủy hoại cơ thể này bằng ma túy, rượu bia, thuốc lá, độc tố và chủ nghĩa hưởng thụ tiêu cực, tôi không làm phương hại gì đến cha mẹ, cộng đồng và dân tộc của tôi. Nói như thế là một thiển cận. Trong thế giới động vật còn có những nhận thức một con ngựa đau, cả đàn không ăn cỏ. Cái mối đồng cảm về nỗi khổ niềm đau giữa những con vật đồng loại còn làm cho con ngựa trở nên có nhân tính. Thì không có lý gì con người, một loài động vật xã hội phát triển ý thức đạo đức và nhận thức cao cấp nhất, lại không có được cái nhận thức tương quan đa chiều như Đức Phật nêu. Bằng nhận thức này đó thì chúng ta sẽ trở nên tử tế hơn, rộng lượng hơn, tha thứ hơn, cao thượng hơn đối với những người thân, không chấp trước, không để bụng, không đè nén, không thù hằn, không hiềm khích, không ghét cay ghét đắng một người nào đó, bởi vì ghét họ là đang ghét chính mình, làm khổ đau cho họ là mang lại khổ đau cho mình. Do đó Phật giáo dạy chúng ta một nhận thức rất có chiều sâu: con người không phải là kẻ thù của con người. Tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ và các di mơ rệ bắt của chúng là kẻ thù chung của nhân loại. Thay vì đối đầu với con người, đạo Phật dạy chúng ta liên kết giấy khởi cuộc khánh chiến chống lại các nguyên nhân tiêu cực bất thiện vừa nêu, để thế giới này trở nên hòa bình hơn và các quốc gia, cộng đồng, gia đình và cá nhân đó ngày càng phát triển trong
sự thịnh vượng và an lạc. Do đó nhận thức về mối tương quan đa chiều giữa chúng ta và người khác, quốc gia này quốc gia nọ, chúng ta sẽ tôn trọng chủ quyền, nhân quyền, bình đẳng, công bằng, những cái quyền căn bản nhất mà con người cần có. Do vậy chúng ta đang góp phần tạo dựng ra một thế giới mà mỗi cư dân của toàn cầu đó đều sống vì mục đích mang lại hạnh phúc và tôn trọng hạnh phúc của người khác. Thì đây là nhận thức giúp cho chúng ta có được lòng từ bi, tâm vô ngã, lý tưởng vị tha, tinh thần phụng sự. Như Đức Phật đã dạy, phụng sự chúng sinh là cách thiết thực cúng dường các đức Phật. Vì đó mỗi Phật tử nên phát nguyện, trong một năm tôi phải cố gắng độ được 12 người. Mỗi một tháng làm sao hướng dẫn người thân, làng xóm, cộng sự, đối tác trở thành Phật tử. Và kể từ khi gặp Phật cho đến lúc chúng ta nhắm mắt lại cổ đề, trung bình là 40 năm đi. Một năm độ được 12 người, chúng ta đã làm được Phật sự vô cùng vĩ đại. Chúng ta đang mang lại hạnh phúc cho rất nhiều người, và thông qua hạnh phúc của những người đó, họ mang lại hạnh phúc cho cả một gia đình và thậm chí là cả một gia tộc. Phải thấy rõ hạnh phúc của mình liên hệ với họ, hạnh phúc của họ liên hệ với mình, khổ đau của họ cũng ít nhiều liên hệ đến mình. Chúng ta không thể ngoảnh mặt làm ngơ để cho chồng, vợ, con cái, anh chị chúng ta tiếp tục trở thành là những người không Phật tử. Cố gắng làm các việc thiện có thể làm, đừng ngại khó, đừng sợ hãi, đừng cảm thấy cô đơn, đừng sợ lời thị phi. Vì làm việc thiện, gặp tình cảnh bị chọt cây bánh xe, phá đám, thị phi, xuyên tạc, vu khống hoặc không tùy hỷ công đức là chuyện rất thường tình thôi. Cho nên hãy tiếp tục đi tới phía trước. Lời vàng 4: bằng bạo lực bạn có thể giải quyết một vấn đề, nhưng đồng thời bạn đang gieo các hạt giống bạo lực khác. To violence you may solve one problem, but you sow the seeds of another, and you sow the seeds for another. Do đó khi giải quyết một vấn đề gì đó, triết lý Phật giáo dạy chúng ta đó là phải sử dụng các phương pháp hài hòa, hòa giải, hòa hợp, đoàn kết để giải quyết, và kết quả của sự giải quyết này không gây phương hại bất kỳ một người nào. Năm 1963 là pháp nạn của Phật giáo Việt Nam. Chủ thể tạo ra pháp nạn này là gia đình Ngô Đình Diệm, muốn xóa sổ Phật giáo Việt Nam ra khỏi bản đồ văn hóa tôn giáo và thay thế Đạo Phật là công giáo. Tham vọng đó, si mê đó đã làm cho gia đình Ngô Đình Diệm bất chấp mọi thứ, triệt hạ cờ Phật giáo và liệt Phật giáo vào các nhóm hội đoàn khác, và các nhóm hội đoàn đó có thể bị giải thể bất cứ lúc nào mà không cần phải có một lý do. Chính sách này đã gặp phải một sự phản ứng rộng rãi tại Huế, sau đó tại Sài Gòn. Chính quyền Ngô Đình Diệm đã không lắng nghe năm nguyện vọng hòa bình của Phật giáo, các bản kiến nghị để giải quyết các vấn nạn trong tinh thần hòa bình. Họ ngày càng lắng tới, bắt bớ tăng ni, giết Phật tử, gây đàn áp, tạo khủng bố. Và kết quả là vào ngày 11 tháng 6 năm 1963, Bồ Tát Thích Quảng Đức đã vì chánh pháp, vì tình thương đồng loại, vì hòa bình cho miền Nam Việt Nam, đã biến thân mình làm lửa từ bi với mục đích là tỉnh thức gia đình họ Ngô.
ngày 1 tháng 11 năm 1963, chính thể này bị lật đổ. Đất nước Việt Nam trở qua một trang sử mới. Gia đình họ Ngô và chính quyền họ Ngô đã sai lầm dùng bạo lực để triệt tiêu Phật giáo. Phật giáo đã chủ trương bất bạo động, bằng lòng từ bi, ngồi thiền, tuyệt thực, đưa kiến nghị, phá các khẩu hiệu, hoàn toàn không phản ứng lại, không chống đối lại, không kháng cự bằng vũ lực lại đối với chính quyền này. Ấy thế mà sức mạnh bất bạo động đó được chứng minh đã làm cho cả một chính thể mà đứng sau lưng là đế quốc Mỹ phải sụp đổ, ngoài dự kiến của biết bao nhiêu nhà lãnh đạo Phật giáo trên toàn thế giới. Bất bạo động là một hành động bản lãnh và anh hùng, với sự chịu đựng tích cực, dùng trí tuệ và lòng từ bi để đánh thức nhân tâm. Đây là lời dạy cũng dựa vào học thuyết duyên khởi, kêu gọi chúng ta phải nghĩ đến các thế hệ tương lai. Liên Hợp Quốc trong nhiều năm qua đó đã định nghĩa phát triển bền vững là một loại phát triển mà việc khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên theo một cách thức mà nguồn tài nguyên thiên nhiên có thể đủ cơ hội thời gian để tái tạo tiếp tục một nguồn tài nguyên khác cho các thế hệ tương lai chúng ta có cơ hội sử dụng. Lòng tham không đáy đã làm cho một số quốc gia khai thác cạn kiệt các nguồn tài nguyên thiên nhiên mà mình đang sở hữu. Các quốc gia tiến bộ về kinh tế có tầm nhìn xa hiểu rộng hơn các quốc gia còn lại, có nhiều chính sách rất khôn ngoan, đó là khai thác cạn kiệt các nguồn tài nguyên ở những nước khác, đang khi vẫn tiếp tục dự trữ các nguồn tài nguyên thiên nhiên vặn mỏ ở nước mình, vì người ta dự đoán dài 3 thế kỷ sau với cách khai thác như hiện nay nguồn tài nguyên sẽ hết và họ không bị rơi vào các cái khủng hoảng về tài nguyên. Cho nên có nhiều quốc gia đã sai lầm trong việc bán sạch sành sanh các nguồn tài nguyên với một cái giá thô rẻ mạt cho các nước giàu, rồi lại cảm ơn họ, cho họ rất nhiều các chính sách ưu đãi, và cuối cùng chúng ta trở thành là cát sọt rác của các quốc gia lớn. Chất phong thải từ công nghiệp hiện đại đã làm cho môi trường thiên nhiên của những nước nghèo đó hư hại. Cái nguồn tài chính thu lại từ việc bán các nguồn tài nguyên này tạo cơ hội thuận lợi cho các nước lớn đầu tư không bằng một phần những tổn thất mà các quốc gia nghèo đó phải chịu đựng đến dài thế kỷ sau, chỉ vì lý do giải quyết cái nghèo mà nhiều lãnh đạo của các quốc gia phải nhắm mắt làm những việc mà các thế hệ sau phải chịu các hậu quả. Học thuyết kiếp sau là có thật, được đạo Phật chủ trương, sẽ giúp chúng ta có tầm nhìn xa, rộng, dài đến vài chục kiếp sau, chứ không phải chỉ nghĩ đến cái thời gian mình tại vị ở một vai trò là lãnh đạo đất nước. Chính thể sẽ bị thay thế, các nhân vật lãnh đạo sẽ bị thay thế, đó là quy luật ngàn đời. Nhưng mà đất nước này và nhiều đất nước khác lại tiếp tục tồn tại cho đến vài tỷ năm, đến lúc nào mà hành tinh này không còn oxy cho con người và các loài động vật sống, ít nhất là phải 8 tỷ năm nữa. Do tầm nhìn thiên nhãn minh được Đức Phật chủ trương là cái nhìn xa hiểu bước rộng về nhân quả của các chúng sinh trong tương lai, và đó là cha đẻ của ngành tương lai học hay là dự đoán học. Nhờ những nhận thức cao quý đó, chúng ta đã đánh giá cái thế giới trong một cái tương quan rất là đa chiều. Cho nên là làm bất cứ việc gì với tính kết là toàn cầu, quốc gia thì phải nghĩ đến các thế hệ tương lai, làm thế nào đó để chúng ta tạo một môi trường lành mạnh, khỏe mạnh, an lành
cho mình và cho người khác. Nạn hâm nóng toàn cầu được cảnh báo với mức độ báo động đỏ là vấn nạn lớn nhất hiện nay. Nếu các nước lớn đi đầu về công nghệ hiện đại không giảm thiểu việc khai thác các công nghệ hiện đại này, thì có lẽ là trong vòng 100 năm tới đó, hai cực Bắc và Nam địa cầu băng tuyết sẽ chảy, và do đó 2/3 hành tinh của địa cầu chúng ta đang sống phải chìm trong biển nước. Nạn nước dâng cao là một vấn nạn lớn. Do đó khắp nơi trên hành tinh này đó, cái độ nóng tăng dần, và những nơi cao từ 1.700 mét trở lên gần như là mất dần đi cái không khí mát lạnh như mấy chục năm trước. Liên Hợp Quốc và lãnh đạo các quốc gia năm nào cũng họp lại để yêu cầu các quốc gia giảm thiểu các hiệu nhà kính, giảm thiểu các công nghệ hiện đại. Nhưng xem ra đó, vì lợi quốc gia, sự hợp tác của lãnh đạo các quốc gia là quá kém. Địa cầu này tồn tại phục vụ cho con người dài hay ngắn là lệ thuộc vào quyết định của chính con người thôi, nhất là những nhà đầu tư kinh tế và những nhà chính trị thế giới. Do đó khi có cơ hội, chúng ta nên trồng cây xanh, hạn chế tối đa sử dụng các loại ni lông. Công nghệ giết thực phẩm mặn, giết các loại động vật phục vụ cho món ăn của con người để tạo ra hiệu ứng nhà kính rất nhiều. Cứ mỗi 450 gram thịt, bầu khí quyển này phải chứa đựng thêm khoảng 280 kg carbonic. Cho nên người ăn chay là những anh hùng bảo vệ môi trường, là các đại sứ hòa bình cho môi trường. Do đó đừng để cho môi trường này trở nên ô nhiễm. Đất, nước, không khí, tiếng ồn đều là những phương tiện gây ô nhiễm, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tuổi thọ, mạng sống và hạnh phúc của con người. Người Phật tử được Đức Phật dạy bảo vệ môi trường, thương yêu động vật, tôn trọng sự sống, thiết lập hòa bình, dễ dàng thực hiện điều này hơn. Và hãy truyền các thông điệp đó cho những người hữu duyên. Lê Vàng Sáu, danh ngôn Tây Tạng có câu: bi kịch nên được sử dụng như là nguồn sức mạnh. Bất luận là khó khăn nào, kinh nghiệm khổ đau ra sao, nếu chúng ta đánh mất hy vọng thì đó là thảm họa đích thực. Đây là saying in Tibetan: churches should be utilized as a source of strength, no matter what sort of difficulties, how painful experience is. If we lose our hope, that is our real disaster. Danh ngôn của Tây Tạng vừa nêu cũng là nhận thức chung của nhân loại và là của những cộng đồng, những quốc gia tiên tiến về nỗ lực vượt qua các thách đố, những khó khăn, trở ngại, gian truân ở trong cuộc đời. Nghịch cảnh đến với chúng ta đó như là một sự đeo bám của nhân quả. Nhân quả hiện tiền hay nhân quả quá khứ là tùy theo tình huống. Không có một thành công nào mang tính vĩ đại mà không trải qua vô vàn các khó khăn. Do đó hãy xem các khó khăn á là những diễn trình mà tính tuần tự của nó xảy ra với chúng ta như là những quy luật không thể có một sự lựa chọn khác. Cho nên khi nỗ lực làm một Phật sự, dấn thân làm một việc thiện, nỗ lực vượt qua những khó khăn, đẩy lùi những thách đố, chúng ta phải chấp nhận rằng chúng ta phải trả những giá rất đắt. Để làm được việc đó thì mọi người hãy nhớ lại lời Phật dạy trong bài kinh Chuyển Pháp Luân: nhận diện khổ đau là khổ đau, nhờ đó ta tránh được ba thái độ ứng xử tiêu cực về khổ đau.
Ứng xử một, đầu hàng khổ đau. Ứng xử hai, đào tẩu khổ khổ đau. Ứng xử ba, cường điều quá khổ đau. Đầu hàng khổ đau, khổ đau vẫn còn nguyên và có khuynh hướng khống chế hành hạ mình. Đào tẩu khỏi khổ đau, khổ đau vẫn không vì thế mà kết thúc. Khổ đau truy đuổi ta, truy sát ta và làm chúng ta trở thành những kẻ tuyệt vọng. Cường điều quá khổ đau là một hành hạ cảm xúc, vì khổ đau nó có chừng đó, nhưng mà cái tâm trạng yếu kém, nhược tiểu, sợ hãi, than vãn đã làm cho khổ đau bị chuông sình giãn nở. Là vốn cái thực thể của sự chuông sình giãn nở này là ảo, nhưng nhiều người đã làm cho nó trở nên rất thật với mình. Có nhiều người lâu lâu bệnh vài ba lần, trời ơi cuộc đời tôi sao mà nó khổ đau quá, bệnh không dồn lên người khác, có dồn lên tôi không? Mà xui nhiều phụ nữ đến các ông thầy bói, các bà bói, ta nói là có dông nam theo, về nhà khổ thêm đó. Tình trạng đó là nhiều lắm. Muốn sống hạnh phúc và thoát khỏi các khổ đau, hãy xa lánh với thầy bói, với nhân điện, với đồng bóng, với phong thủy, với địa lý, và thậm chí là với ngoại cảm. Nếu bằng vậy chúng ta hãy phân tích các nguyên nhân để tìm ra các giải pháp. Chuyện gì nó cũng có nguyên nhân của nó hết á. Do đó mỗi khi chúng ta gặp một bi kịch, bao gồm mà khủng hoảng tài chính dẫn đến sự suy sụp kinh tế gia đình, khủng hoảng hôn nhân, khủng hoảng tình yêu, khủng hoảng quan hệ cha mẹ con cái, khủng hoảng tình thân và nhiều loại hình khủng hoảng khác, chúng ta hãy xem đó như là một nguồn sức mạnh giúp cho mình có kinh nghiệm hơn, sâu sắc hơn, điềm tĩnh hơn, quay trở về chính mình hơn và giải quyết các vấn đề một cách có bài bản hơn. Ít nhất nó trở thành như một bài học rất hữu dụng trong tương lai, không có gì là vô bổ. Câu chuyện bài học ngàn vàng do Hòa Thượng Thích Tiền Hoa sáng tác đó, là một bài học rất có ý nghĩa. Bỏ ra ngàn lượng vàng để mua một bài học đơn giản là, đó là bài học nhân quả, không phải là quá đắt. Huống hồ mỗi thất bại, gian truân, thử thách, bi kịch đi ngang qua cuộc đời chúng ta trở thành một bài học cho chính mình và tha nhân thì cũng chẳng mắc mát vào đâu ấy. Cho đến lúc nào chúng ta mất đi niềm hy vọng rằng mình có thể thay đổi dần mình chính mình bằng những nỗ lực có phương pháp và chân chính, đến lúc đó thảm họa mới thật sự đang có mặt với mình, vì lúc đó chúng ta đang đầu hàng số phận rồi. Những người chọn con đường tự tử, mượn rượu giải sầu, mượn các chủ nghĩa hưởng thụ đấy để quên đi nỗi khổ niềm đau, là đang mở cửa thảm họa và nhốt mình trong ngục tù thảm họa lâu dài. Chết bởi tự tử để lại nỗi đau cho rất nhiều người. Khi tái sanh đó, họ lại tiếp tục phải đối diện trước cái tâm lý và thái độ sống rất tiêu cực. Hễ gặp khó khăn là bỏ cuộc, hễ gặp khó khăn là tìm đến con đường tuyệt vọng. Cho nên chánh vỏ dừa bằng sự tự tử thì họ gặp đến hàng triệu các vỏ dừa ở trong tương lai. Dù cho có khéo léo than thở như cách là kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo, cũng là một sự bế tắc, một thảm họa lớn. Đang làm con người phước báo lớn nhất theo cái nhìn của Đức Phật, không muốn, muốn làm cây cỏ. Cây cỏ thời xưa còn an toàn, cây cỏ ngày nay là bị lâm tặc phá, bị nạn đốt rừng phá. Thế giới này đó đang đứng trước những thảm họa do chính con người tạo ra. Cho nên chủng loại nào cũng có những thảm họa riêng, các khó khăn riêng, bế tắc riêng,
nghịch cảnh riêng, và do vậy phải tự nỗ lực để giải quyết. Cho nên đừng bao giờ đánh mất hy vọng, phải có đủ bản lĩnh, tinh tấn, kiên trì, trí tuệ, chúng ta mới vượt qua được các thảm họa đã có và tránh được các thảm họa trong tương lai. Danh ngôn 7: các sinh vật đang sống trên địa cầu này, dù là con người hay con vật, là để cống hiến theo cách riêng của mình cho cái đẹp và sự thịnh vượng của thế giới. The creatures that inhabit this earth, be they human beings or animals, are here to contribute, each in its own particular way, to the beauty and the responsibility of the world. Đó là cái nhìn rất là tích cực. Thấy rất rõ là từng cái loài thảo mộc, các loài cây cỏ dại cũng có giá trị của nó, huống hồ là các loài động vật và con người. Khi các nhà khoa học thấy rõ về sự cân bằng sinh thái phát xuất từ các chủng loại thảo mộc, động vật và con người, lời kêu gọi của họ là hãy bảo toàn các loại động vật quý hiếm, đừng nên giết chúng dù chúng có thể là một mối đe dọa cho sự tồn vong của con người, tức là chúng ăn thịt con người. Mỗi một chủng loại động vật tỏ ra xung quanh chúng những cái trường sinh học, các cái phản ứng sinh học khác nhau, và do đó nó tạo cho bầu khí quyển này được cân bằng. Mất vĩnh viễn theo nghĩa tuyệt chủng một chủng loại đã làm cho sự cân bằng đó bị mất đi. Và điều này nó rất phù hợp với đạo lý từ bi của Đức Phật đã dạy, là thương yêu các loài chúng sinh như là con ruột của mình. Mà chúng sinh đây được hiểu là chúng sinh có tình thức, tức là con người và các loài động vật. Chúng sanh vô tình thức, tức là cỏ cây hoa lá trời mây non nước. Nói cách khác, thương thiên nhiên là thương chính mình, bảo vệ thiên nhiên là bảo vệ sự tồn vong của chính mình. Thương các loài vật, bảo vệ các loài vật là bảo vệ sự sống tồn của con người trên hành tinh này. Cho đến lúc nào mà con người ăn sạch sành xanh các loài động vật và gia súc trên toàn cầu này, không còn chúng nữa, thì hành tinh này lâm vào một cái bi thảm về sự mất cân bằng sinh thái. Đa dạng sinh học rất quan trọng cho sự tồn vong của nhân loại. Do đó ta phải nhìn một chiều sâu rằng là cỏ cây hoa lá, các con vật đều có những đóng góp của nó cho cái đẹp của thế giới này. Mây vần vũ ở trên đầu núi tạo ra một bức tranh rất đẹp. Các nhà thơ, nhà văn đối diện trước những cảnh tượng đó có thể tức cảnh sanh tình. Nhưng nếu mây nghĩ rằng mây bị núi chặn được, và nếu núi nghĩ rằng núi bị mây phá đám, thì có lẽ núi và mây đã trở thành kẻ thù không đội trời chung. Rất may núi và mây đã không có nhận thức đó, cho nên núi và mây đã tình cờ tạo thành bạn hữu và tình cờ tạo thành bức tranh đẹp cho con người thưởng thức. Đó là đóng góp về vẻ đẹp thiên nhiên. Các kỳ quan thiên nhiên trên thế giới đó được con người đánh giá cao hơn là các kỳ quan nhân tạo, vì kỳ quan nhân tạo là tồn tại một thời gian nhất định, còn kỳ quan thiên nhiên là có thể vĩnh hằng. Do đó cái gì cũng có giá trị của nó. Rác trở thành hoa, không còn là một lý thuyết nữa mà đã trở thành một thực tiễn. Những người nào làm công nghệ rác đó, đã trở thành là các đại gia tỷ phú trên toàn cầu. Những thứ mà người ta xem như là kẻ thù của sức khỏe vứt đi, bây giờ đó được sử dụng với các công nghệ hiện đại trở thành các vật có giá trị. Rác trở thành ga,
rác trở thành các khối bê tông, rác trở thành các vật sử dụng trong các công nghệ hiện đại, rác tạo ra tiền, cho chúng ta thấy cái nhìn tương tích là một cái nhìn mà giúp cho một người bình thường trở nên nổi tiếng, một người đó giàu có trở thành là tỷ phú. Cho nên không có gì là vô dụng, chỉ có cái chúng ta chưa khai thác được chìa khóa để biến chúng trở thành hữu dụng thôi. Khi rác mà còn có giá trị sử dụng thì đừng nói đến các vật khác cao hơn rác, quý hơn rác, giá trị sử dụng của chúng lại càng nhiều hơn. Các nhà khoa học của Nhật mấy chục năm trước đến bãi cát Nha Trang thì thấy cát Nha Trang là vàng. Họ đã mua cát đó về chế kiến theo công nghệ mới, kiến xe hơi, kiến nhà cao cấp, bán bằng một cái giá rất cao. Đang khi chúng ta bán các loại cát trắng đó bằng một giá thô là vì tầm nhìn chúng ta còn giới hạn về tính giá trị của đất. Đất hiếm trước đây đã được các quốc gia nghèo phát bán với cái giá rất rẻ. Mỹ, Nhật và nhiều nước tiên tiến vào kỹ thuật đã mua và chế tạo lại các cái sản phẩm hiện đại và bán lại các quốc gia đó bằng cái giá gấp cả trăm lần. Tất cả đều liên hệ đến tầm nhìn. Do đó bằng tầm nhìn trí tuệ được Đức Phật trao cho chúng ta, Đức Đại Lược Ba đã gửi chúng ta rằng là cỏ cây, thảo mộc, động vật, con người đều có giá trị góp phần cho cái đẹp và thịnh vượng phát triển của thế giới. Cho nên đừng nên tổn hại bất cứ một chủng loại nào. Lời dạng 8: cái muỗng không thể nếm được vị của thức ăn mà nó chứa đựng. Tương tự, người ngu không thể hiểu được trí tuệ của người khôn dù cho có thân cận với bậc thánh. A spoon cannot test of the food it carries. Likewise, a foolish man cannot understand the wise man's wisdom even if he associates with a sage. Triết lý này không phải là câu nói về định mệnh mà tất cả con người bị vướng phải. Nó xuất hiện với một số người mà sự chấp thủ và si mê quá dày đặc. Cho nên dầu cho có gần Đức Phật nhưng vẫn trở thành ma, gần bậc thánh mà vẫn trở thành kẻ bình thường, bởi vì họ không mở cửa để đón nhận các triết lý và lối sống cao thượng mà bậc Phật hay vị thánh đó có thể trao tặng miễn phí không tác quyền. Đề Bà Đạt Đa là một ví dụ điển hình cho lối người này. Loại người này là anh em bà con với Đức Phật, sau đó trở thành đệ tử Đức Phật. Đề Bà Đạt Đa đã ganh tị với Đức Phật, thù hằn Đức Phật, muốn giết Đức Phật để thay thế vai trò của Ngài lãnh đạo toàn bộ giáo hội của Đức Phật lập ra. Nhưng kẻ ác đã phải thủ ác, và hậu quả ác đã đổ dồn lên kẻ ác. Đề Bà Đạt Đa đã chết một cách rất là khổ đau, bị sụp đất và bị chôn vùi ở trong cái sự sụp lở đó. Nói tóm lại, chính lời vàng của Đức Đại Lạt Ma được trích lục trong các tác phẩm của Ngài đều là những lời nói triết lý thừa kế từ tư tưởng của Đức Phật cộng với trí tuệ và sự sáng tạo của Ngài. Chúng tôi mong rằng việc chia sẻ này giúp cho Phật tử chúng ta có cái nhìn sâu sắc hơn về lối ứng xử khôn ngoan và chia sẻ lối ứng xử thông minh đó cho những người hữu duyên, để cuộc sống của chúng ta, gia đình, xã hội, cộng đồng, quốc gia và thế giới luôn được an vui, thịnh vượng và phát triển. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các
các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật Ngày Nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật Ngày Nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 083-8394-121, 083-8335-914, email buddhismtoday@yahoo.com, thích nhận từ @yahoo.com, website buddhismtoday.com, tủ sách Phật học.com.